Hello anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel mình Thanh Ezi đây. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với cái series là Jurassic World công viên khủng long nhé. Thì nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Và chúng ta sẽ bắt đầu thế nào? Thì chúng ta sẽ tiếp tục thôi. Ở đây thì mình sẽ có một số cái event hay ho và mình sẽ muốn chơi cho anh em luôn bây giờ. Chúng ta có tất cả là 3 cái event. Đầu tiên là một cái event, nó sẽ sử dụng một gói patch, nó sẽ có tên gì vậy? Mongolian Monster. sẽ bao gồm hai lá legendary, một lá super ray và một lá ray. Nhưng mà tỷ lệ sẽ khác nhau này. Legendary là 1%, Super Ray là 18% và Ray là 8%. Có vẻ như khó lấy được con Legendary quá. Mình đang cần Tyrannosaurus để có thể lên được cấp khỏe hơn và cao nhất. Rồi, chúng sẽ vào đây chơi luôn đi. Nó yêu cầu cái gì? Nó yêu cầu của chúng ta là một yêu cầu cái gì đây? Dụ cái Buster à? Được, mới dùng cái Buster thôi. Đơn giản, confirm này. Con này thì mình sẽ cho nó lên. Vấn đề là chúng ta sẽ đánh nhau kiểu gì đây? Có vẻ khó chơi đây. Buster để chiến đấu với ba con này luôn. Và nó chỉ được cho phép dùng duy nhất là một cái con Parasaurus thôi anh em ạ. Của cái loài thôi. Khó nhờ. Làm sao mà có thể chơi được đây với tất cả bọn này đây. Mình sẽ đánh một đòn thì mình cũng không thể giết được. Ok, mình sẽ dùng một cái chiều này đi để hy vọng mình có thể giết được ở trong ván sau. Trừ một này của nó lên và mình sẽ bỏ đi một lần. Cái sau là cộng 2 kìa. Khá ngon. Tấn công thôi anh em. Đợi một chút. Đây là một cái nhiệm vụ khá là khó. Theo mình thấy như vậy. Mình sẽ có 3 đòn. Mình sẽ dùng 2 đòn này. Chắc là dùng 2 đòn đi. Và mình sẽ để lên một lần đi. Đấy. Ui, không được rồi. Nó vẫn có một lần nữa à? Khó chơi nhỉ. Ok, một đòn tấn công thật sự là khó chơi. Mình sẽ dùng hai đòn đây này và mình sẽ bỏ đi hai đòn ở đây nữa. Chính xác như vậy, hủy diệt. Còn tiếp theo thì nó sẽ có 61 đam, 159 máu. Nó có 3 đòn tấn công và nó sẽ dồn cả 3 không? Có thể nó sẽ dồn cả 3, 2 đòn. Và nó để một đòn thủ rồi. Đảm bảo đấy. Mình sẽ có thêm cái này đúng không? Mình dùng luôn cái này đi. Kích hoạt luôn. Ở đây thì mình sẽ dùng 3 đòn tấn công như thế này này. Và mình sẽ để thủ 3 đòn như thế này. 3 tấn công là mình sẽ giết được con Gallimimus. Một đòn này. Tiếp theo một đòn nữa. Mình để 3 đòn thủ rồi nên mình cũng không lo lắng lắm. Nó sẽ có tất cả là 4 đòn. 4-3 biết ngay mà. Vẫn không chết được, có 61 đam thôi. Yes, ở đây sẽ tăng sức mạnh đây. Mình sẽ có tất cả là 6. Không thể nào đỡ được em ơi. Chết đi, 6 đòn tấn công đây. Một hút. Hay. Nhìn chung là chúng ta hoàn toàn có thể thắng được. Bằng cách là sử dụng nó hợp lý một chút là được. Rồi, 3 trận cơ. Trận này thì nó lại yêu cầu con khác. Mình dùng được tất cả này không? Nó yêu cầu là duy nhất 2 Carnivores. Rồi mình sẽ dùng 2 Carnivores là được. Carnivores thì đấy, dĩ nhiên là 2 con này rồi. Và dùng cái Buster, mình dùng 1 cái rồi mình có thể xong được luôn. Cái trò cái lần này có vẻ là dễ hơn lần trước. Lần trước nó yêu cầu là 1 cái con kia thì quá khó. Nhưng mình vẫn thắng được, nó chưa thế. 142, đáng để con kia tấn công thì nó hay hơn không? Nhờ. Hơi nhầm lẫn rồi. Nó sẽ có 2 đòn tấn công. Tương đương với khoảng bao nhiêu máu này? 2 đòn. Không tấn công luôn. Có thể nó sẽ để thủ. Và mình sẽ để thủ một lần xem thế nào. Đó, thủ một lần, mình đoán được mà. Nó sẽ có 3 đòn tấn công và nó tấn công mình không? 2 và để một lần thủ rồi, chắc chắn luôn như vậy đấy.
Bây giờ sẽ tấn công thôi. À, mình sẽ cần 3 đòn tấn công như thế này này. Đấy. Và sẽ bỏ đi 2 lần để dành cho con đằng sau. Một chiêu 341 máu. Ngã ngửa luôn. Còn tiếp theo sẽ lên đây. Nó dồn cả 3 đòn, đảm bảo luôn đấy. Chuẩn luôn. Đám 3. Ồ. 349 máu. Nó hết đòn tấn công rồi. Ok, bây giờ mình có thể là hạ gục một cách rất là dễ dàng và thoải mái. Mình chỉ cần một phát đấm là nó sẽ chết rồi. Và mình sẽ để khoảng 3 lần thủ đi. Cái này thừa sức để chiến đấu ở trận sau. Mình có 1.000 máu cơ. Nó đam thế nào thì nó không đủ ăn mình, đảm bảo luôn đấy. Tyrannosaurus đụng ngay con level 5, 5 sao của mình. Quá nhỏ. Đấy, chà chà, nó không dùng bất kỳ một chiêu gì cả. Thì cũng sẽ chết thôi. 4 đòn này. Chết là đi này, 2.400 máu. Winner. Rất là trâu bò. Chúng ta sẽ được thêm quán được gói pack cái nhờ. Và nó yêu cầu là cái gì? Nó yêu cầu là hai con creature. Hai con creature là được. Yêu cầu hai con crystal là con gì? Là con kiểu hệ chim bay đúng không? Chắc là vậy. Một con được. Thử xem một con nước được không ta. Buster này dùng tất cả gì có thể đi. Đấy. Confirm. À vẫn được à? Vẫn được này. Wow. Một con đười ươi à? À không. Một con chim khổng lồ. Nó có vuốt dài thế. Nó khác hệ mình ạ. Hơi đáng ngại một chút. Là như vậy. Nó là hệ ăn cỏ. Đấy, mình nên chọn ăn thịt thì đúng hơn. Rồi mình đánh thoải mái đi. Mình sẽ dồn đam cho đằng sau để nó đánh. Còn sau đam bé lắm nhá. Đam bé tí rồi đấy. 234 máu này. 97 được, không sao. Mình sẽ dồn cả 3 đòn đi để tiễn nó. Đánh đòn cuối cùng là con này sẽ chết thôi mà. Chẳng để đỡ được. Kiểu gì nó giết mình. Một phát quẫy đuôi. Đã chết được đâu em. Mình còn để đòn được cơ mà. Ok. Chúng ta để khoảng là 4 đòn để. Và mình sẽ có thể tấn công được 2 phát này. Thử phát. Vẫn giết được. Vẫn đánh một tí máu của nó. Mày. Vào đây. Đối phương sẽ tấn công mình bằng một đòn. Đảm bảo luôn đấy. Ok, 8-4 rồi. Mình sẽ đổi thôi. Thật ra thì cũng chẳng cần đổi. Mình tấn công trực tiếp vào nó cũng chẳng thể đỡ được mình. Nhờn với anh nhỉ, chết luôn. Và cho sẽ được cái gói pack mới nhất. Một gói pack Mongolian Monster Mông Cổ. Theo mình nghĩ là cái này sẽ gói pack Mông Cổ gì đấy. Con này chắc là Mông Cổ, 20 đô. Là 40 đô, 10.000 thức ăn và Ray. Được cái con gọi là cùi bắp nhất ở trong này rồi đấy. Ray Galiminus. Đen thật, thật sự là đen đủi. Mắc đen đủi luôn. Rồi ta sẽ sang một cái nhiệm vụ thứ hai nữa. Nhưng mà trước tiên ta sẽ kích hoạt cái này, cái active này. Rồi. Mình đã nâng cấp lên cấp 2 rồi và nó có thể chứa được nhiều ấy hơn. Nó có thể sản xuất ra nhiều thức ăn hơn cho mình. Nhưng mà thời gian thì nó sẽ lâu hơn rất là nhiều. Ok, mình sẽ lấy tất cả những cái vàng, bạc, châu báu ở đây. Phía dưới nữa. Cũng còn khá nhiều. Hiện tại thì mình muốn đang nâng cấp. À, mình có thể mở rộng được cái khu này ra này. Wow, chỗ này cần vẫn 225 đô. Vấn đề mở rộng khu đất cũng cả là vấn đề đấy nhờ. Chúng ta phải kiếm nhiều đô la để có thể mở rộng ra được. Đã xong rồi, chúng ta sẽ vào đây và tiếp tục chơi cái gói pack thứ hai. Nó sẽ cho mình một con Super Ray Random. Heavy Vorax, yêu cầu là Heavy Vorax để tấn công. Chết toi, những cái con khỏe nhất của chúng ta thì nó lại đang bị ấy hết rồi này. 3 sao, làm sao đánh được đây? Ăn lá thì cần phải có ăn thịt thì mới có thể Velociraptor. Con này được không? Và thêm một con Monolo. Con này thì cũng được. Hai sao cũng được. Đúng không? Đánh được. Chúng ta sẽ đánh tấn công luôn đi.
Trước hết mình cho con này lên trước thì hợp lý hơn này. Một con này, hai con này, thêm một con nữa. Start ready, start. Một số cái con khủng long của nó nhiều đột biến vậy. Turgian Gosaurus 213 đam. Đấm thôi. Đơn giản như đang rổ. Một bé. Đấy, mình chỉ cần một con thôi. Như thế này là hơi phí đô la đấy. Có thể sẽ rất là phí đô la. Kiểu gì nó cũng sẽ để khoảng hai lần thủ gì đấy. Kệ mày thôi. Đó, hai lần thủ mình đoán rồi mà. Chúng ta có thể đoán được bài của nó. Hai là tấn công. Ấy chà, 80 máu. Ok. Nó sẽ làm gì? Trong khi đó thì nó cũng không thể giết được mình đâu mà. Quẫy đuôi để xem ai quẫy đuôi khỏe hơn. Trong khi đó rõ ràng là cái đuôi của nó toàn gai là gai, trong khi đuôi của mình chẳng có quái gì cả. Cứ cấu vãi. Nó để hai lần thủ rồi. Theo như mình nghĩ là vậy. Hai con đằng sau khá là vô dụng trong cái trận này, và mình sẽ tốn thêm đô la để có thể là mở ra cho nó. Cắn nó nào. Lên. Hơn 2000 máu. Phí quá nhờ. Ấn nhầm rồi, ấn nhầm cái này rồi. Chúng ta phí phạm quá. Wow, một con 5 sao. Uầy. Cái gì đây, tôi đang xem cái gì đây. Wow. Không vấn đề gì, mình dùng một con này là mình có đủ ăn được rồi mà. Mình cần thêm một con này nữa thì mới được, cho vào đây. Tyran sẽ đối đầu với con 5 sao, con hệ lá của nó. Không vấn đề gì cả. Kieran Team 23 cũng được. Đỡ tốn đô la. Mình tốn 69 đô la để mở ra đấy. Tấn công luôn thôi. Một hit rồi đó. Ui, một hit chưa chết ở đâu. Quên. Mình tưởng nó ít máu. Cái bộ gai của nó trâu bò quá. Mày để hai lần thủ cái gì? Không để thủ. 4 lần tấn công. Có dồn đam chết được mình hay không? Ui, 682 tí chết kìa. Hơi nhờn đấy em ơi. 5 tấn công đây này. Mày chạy đi đâu? Cắn. Cắn nó. Hơn 5000 máu. Wow. Bá phết nhờ anh em. Chúng ta đã chiến thắng rồi. Và đây sẽ là trận cuối cùng đúng không? Để lấy được cái gói pack này. Một con lá 900 máu. Thật sự là mình muốn không muốn mất thêm đô la. Nhưng mà không mất đô la thì mình cũng không thể ăn được nó. Vấn đề là như vậy đấy. Phải đã mất thì phải mất cho cùng vậy. Biết làm sao bây giờ. Mình chỉ còn duy nhất một con, thêm con này vào đây thôi. Hai con là được rồi. 5 sao đấy. Sức mạnh nó ngang mình đấy. Chẳng phải yếu đâu. Ray bonus. Nó để thủ không? Hai tấn công luôn, tấn công trực tiếp luôn à? Ấy chà. Thì mày chết luôn rồi em. Mình có 3 lần tấn công. Easy. Tyrannosaurus khắc hệ mà. Rất tiếc, hơn 2000 máu. Con này nó đột biến y hệt mình luôn, 5 sao. Và cho ra Super Ray. Hy vọng trong này sẽ là con xịn nào. 100 đô, 200 đô, tốt rồi. Và chúng ta có Spino. Wow. Con mới này. Lần đầu tiên mình có Spino và 325 GW. Quá ngon. Cho vào đây, Guest Dino. Cho cái con Spino để ngày mai là có thể cho anh em xem được con này rồi. Spino đâu rồi? Đây, nó là Super Ray nha. Hát chinh thôi. Trong vòng là 11 giờ, 2 sao, đẹp quá, Spino đẹp quá anh em. Và ra sẽ có một cái sự kiện nữa là chúng ta sẽ có thể được gói pack con này, một con Legendary mới ở dưới biển. Nó sẽ sắp xếp theo cái như thế này. Ví dụ như là top 100% ấy, là ai cũng được, sẽ được một cái gói Mystery là một gói pack trắng. Top 50 sẽ được C. Tất cả những con C. Cùi bắp vãi. Top 25 Survival, sinh tồn đây, là Ray. Top 10% là Hunter, thợ săn, là Super Ray. Top 5% là Predator.
là Legendary. Và top 1% những người giỏi nhất sẽ được con mới. Mình chỉ cần cầu mong được cái Hunter đã ngon lắm rồi. Ok, chúng ta đối đầu với mình chọn những con mạnh nhất đi. À không, không cần chọn mạnh nhất đâu. Chúng ta sẽ chọn theo kiểu như thế này. 1, 2, 3 như thế này trước. Tại vì lúc nào cái team đầu tiên nó sẽ khá là yếu. Theo mình nghĩ là vậy. Chẳng biết có phải không. Cầu mong đúng là như thế thật. Nó sẽ mạnh dần lên theo cái nấc thang ấy. Và ready. Tấn công. Mình bị khắc hệ. Mình bị khắc hệ anh em ạ. Vấn đề là rất vấn đề. Nó có con hang động. Nó có hai con vỏ sò. Và mình cũng như thế. Hang động thì mình cần phải là đánh thắng nó. 60 nó có. 638 nó có thể giết được mình đấy. Ôi đừng này anh em nhé. Nó để thủ này. Nó để thủ hay sao ạ? Có thể nó sẽ để thủ. Mình muốn chắc bài mình nên thử như này trước. Nó để hai lần thủ. Mình để hai lần thủ. Đối phương có tấn công hay không? Không tấn công. Là sao ta? Mình không hiểu lắm tại sao nó không tấn công. Ui. Nó để cả 8 lần luôn à? Ôi thôi chết rồi. Khôn thế nhở. Tôi chết rồi. 4 lần tấn công thì mình không trụ rồi. Ui. Mình tấn công ngay từ đầu thì mình đã giết được nó rồi không. Kém quá. Thật sự kém quá. Nhưng mà nó thì cũng sẽ chết thôi. 88 á. 88 máu. 3 tấn công. Rồi thì đánh thôi. Nó có 83 gì. Ô. Chết rồi. Nó thủ được một lần à. Cay vãi. Mình quên mất là nó 7. Trời ơi tệ thế nhở. Mày không thủ con này nó không thủ. Ôi thủ 3. Tồi tỉnh nhở. Tỉnh táo thế. Được đấy. 3 năm gì gì đấy. Nó chắc sẽ thủ 3. Chắc sẽ thủ 3. Mình sẽ đánh là 5. 5 đòn. Có thể mình sẽ dùng 5 đòn là ok đấy. Ngày 5 đòn là được. 5 hoặc là 6 đòn gì đấy. Thích thì đánh thôi. Gì đâu phải sợ. Thích thì nhích thôi. Mày này. Đúng là người đánh có khác. Nó khó hơn rất là nhiều. Vào đây. Em ơi. Bao nhiêu máu. 6. 6, 4, 20. Có thể giết được mình đấy. 6 đòn. Tốt phết nhờ. Nó dùng cả 6 đòn luôn. Đùa. Dùng cả 6 đòn luôn kìa. Đủ đam là được rồi. 73 775. Rồi mình sẽ dùng cái này như thế này trước. Và nó có 4 đòn nha. Mình sẽ thủ đi. 3 3 này. 307 máu. Đủ. Vừa đủ để giết. Nó biết mình sẽ thủ mà. Có thể nó biết mình sẽ thủ. Hoặc là nếu nó điên cuồng tấn công thì nó sẽ thua. Nó biết mình thủ mà. Nhánh liều thử xem nào. 4-3. Không giết được rồi. Nó hay thế nhờ. Đấy rất là hay. 5 đòn là mình thua rồi đấy. Hay quá cơ. Nó còn biết được mình suy nghĩ thế nào. Được. Quay được. Được đấy. Nhưng mà không thể đoán được. Hay quá. Thua thất bại này. Đánh với người đúng không phải đơn giản. Đánh với cái team yếu thôi mà vẫn còn không thắng nổi. Được, phải nói được. Rồi, chúng ta sẽ đánh cho team mạnh nhất của mình đi. Đã thế, chọn team mạnh nhất luôn. Đánh xem thế nào, mất 5 đô một lần đánh đấy. Hay nhờ. Đánh luôn thôi. Team nó khá là yếu. Nhưng mình đừng có chủ quan nha. Đừng có chủ quan, khinh địch là thua đấy. 410, 105. Tấn công luôn một phát. Ai cha. Gớm nhỉ. Thì nó chết rồi. Hai đòn. Hai đòn tương đương với khoảng hơn 200 máu thì vẫn chưa chết được. Chưa giết được. Tỉnh táo quá. Làm sao mà giết được nó đây.
4 đòn. Nó để thủ 2 không? Wow, mình đang suy nghĩ một chút. Thủ 1 thôi. Thích đánh thì đánh thôi. Nó sẽ có 4 này. 4, 3, 12 là không đủ đam để giết mình đâu. Rồi bây giờ sẽ có 6 đòn để tấn công full đi. Sao phải sợ nhỉ? 62 này, chết luôn. 672. Lần này là tính toán chuẩn hơn một chút đấy. Bị khắc hệ, cho sẽ bị khắc hệ. 6. 6 đòn bị khắc hệ. 63. Kiểu gì cũng sẽ để 3 lần thủ. Có thể sẽ để 3 lần thủ. Rất có thể là như vậy. Để 3 lần thủ thôi, mình không quan tâm cho lắm về vấn đề đấy. Nó để 3 lần thủ, nó sẽ có 4 lần tấn công. Đấy, như thế này đi. Đó, mình đoán rồi mà. Ta có thể đoán được cái kiểu đi của nó. Ok. Có thể nó sẽ để lại bằng đấy. 9-3. Có 100 máu gì. Không ăn thua, mình có đánh được tốt mà. Chúng ta hãy dùng cả 6 đi. Đánh thì chết đi. Ôi, 6-1. 6-1. 6-1 luôn kìa. Đi ra khỏe hơn mà, làm sao có thể thua được. Nó có 7 à. Mình có 500 máu cơ mà. Để 2 lần thủ đảm bảo đấy. 2 lần thủ. 2 lần thủ với 182 máu. 99. Ôi, đủ sức là giết rồi. 42 này. 223 máu. Trận sau nó dễ hơn. Trận kia khó tính quá anh em ạ. Đánh hay, nói chung trận trước đánh hay quá. Được rồi, mình đã chiến thắng nha anh em. Chúng ta sẽ kết thúc tập này đây nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game là Jurassic World Công viên khủng long. Bye bye.